Bye. bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855 990 -9000, 1855 990 -9000, hoặc v247power.com. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên, duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 7147751069 1069 hay 855-775-1069 gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan gửi tiền online nhanh chóng tiện lợi an toàn điện thoại 18888808345 Xbox ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982 Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio và đây là chào bình minh của sáng ngày thứ năm thưa quý vị ngày 7 tháng 4 2022 với anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Quang Trương. Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi Chào anh Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiểm và Happy Thursday yeah. Chào anh Quang Trương, anh Vũ Kiểm và Phạm Cơ Xin chào quý vị khán thân giả của Việt TV Radio Network Vũ Kiểm kính chào quý khán đánh giả Chào anh Trương và anh Cơ, Happy Thursday Rõ ràng anh thấy hôm nay không có nhộn nhịp Giống như thứ năm mỗi tuần anh thấy không Anh Phạm Cơ có lẽ là đã thỏa mãn rồi <laughs> Thành ra là không có còn hứng thú <laughs> Hết sức <laughs> <laughs> mọi gối trồn chân rồi à. Vâng <laughs> à, thưa quý vị đồ chút cho vui thôi Nhưng mà thôi bây giờ trở lại với à, phần tin tức như thường lệ Trước khi bước vô chi tiết chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay Bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay có liên quan đến vấn đề vaccine và cái mũi booster thứ hai. Thì bây giờ CDC đang họp bàn để quyết định là chích cái mũi vaccine thứ tư cho người dân à, Đặc biệt những người trên 50 tuổi Bản tin kế tiếp cho biết là ở tại Thượng Hải, thì tiếp tục đóng cửa và hôm thứ tư tức là ngày hôm qua số người bị nhiễm covid 19 mới là gần hai 000 người Israel báo cáo y học về mũi vaccine thứ tư là không có chống được cái vấn đề lây lan covid 19 tuy nhiên thì nó sẽ giúp không có bị bệnh nặng và tử vong bản tin kế tiếp nước Anh khuyến khích những ai bị covid không triệu chứng hay là chỉ bị triệu chứng nhẹ thôi thì vẫn nên đi làm bốn nhân viên mật vụ trong cái nhóm mật vụ của đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ đã bị sa thải khi mà có hai người là đã trà trộn vô à, cái vấn đề mà bà Jen Psaki à, đã tuyên bố sẽ từ chức và bây giờ đó thì tin cho biết là hãng tin MSNBC đang dự định thuê bà này làm việc nhưng mà đang gặp trở ngại. Bản tin kế tiếp, cựu tổng thống nga ông Medvedev cho rằng ông Putin đang có một cái tham vọng là sẽ thôn tính luôn cả châu Âu. Theo tin từ tình báo Mỹ thì Nga rút khỏi Kiev và đang vẫn tiếp tục thực hiện cái mưu đồ của mình. Đó là tấn công vào cái vùng Donbass và Mariupol để hy vọng là sẽ chiếm toàn bộ phía đông và phía nam của Ukraine. Trong khi đó thì Anh và Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí thêm cho Ukraine và lần này thì với nhiều loại khí giới mới. Cộng hòa tiếp cung cấp xe tăng T-72 cho Ukraine để chống Putin. Phi vụ được đặc biệt danh là AX-1 đưa toán phi hành gia hoàn toàn của tư nhân lên trạm quan nhân quốc tế lần đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày mai. Tổng thống Biden bị tố là từng giới thiệu một thương con của một thương gia của Trung Cộng đã từng hợp tác làm ăn với lại ông Hunter Biden vào một trường đại học. Kế tiếp là Thủ tướng Anh không đồng ý những người nam chuyển giới sang nữ có thể thi đấu thể thao cùng với là nữ giới. Bản tin kế tiếp cho biết nữ bác sĩ 42 tuổi chuyên làm những bộ phận cơ thể cho những người khiếm khuyết như là mũi, tai, mắt và kể cả bàn tay giả. À, bản tin Việt Nam liên quan đến việc phi công đã than phiền là nhân viên không lưu ở tại phi trường Hải Phòng đã ngủ gật. Và cuối cùng đó là cái tổ chức gọi là Người Bảo vệ Nhân quyền ở tại Việt Nam cho biết Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất là 253 tù nhân lương tập Thì đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được. Giờ đây bước vào phần tin chi tiết. Thì có lẽ đây không phải là mới mà đã cách từ, tuần trước rồi. Thì FDA của Hoa Kỳ đã công bố và xác nhận là cho phép những người Hoa Kỳ từ 50 tuổi trở lên có quyền chích cái mũi booster thứ hai, tức là cái mũi thứ tư đó. Nếu ai chích hai mũi đầu tiên rồi cái mũi booster thứ nhất rồi bây giờ đó thì nếu trong trường hợp mà đã chích cái mũi cuối cùng 4 tháng rồi thì có thể chích mũi thứ hai những người 50 tuổi trở lên. À, thì ngày hôm nay thì tin lại cho biết là CDC đang họp để bàn vấn đề này nữa thì không biết là họ đã đồng ý cho chích rồi thì bây giờ họp thì sẽ giúp được gì anh Vũ Kiểm văn phòng kia. Vâng tiếp lời Quang Trương thì thưa quý vị theo như là tin tức cho biết là ngày hôm qua ngày mùng 6 tháng 4 đó thì một ủy ban cố vấn về thuốc chủng vaccine cho cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ gọi tắt là FDA đã có một cái cuộc thảo luận nhiều thời gian vấn đề liên quan rất là quan trọng đối với lại cái gọi là đổi mới vaccine và tiến hành những cái chiến dịch tiêm mũi tăng cường trong tương lai như thế nào tuy nhiên theo bản tin của Reuters cũng như là CNN cho biết họ không đạt được một cái kết luận nào cho tới thời điểm này và các vấn đề mà các chuyên gia về dịch tễ về vaccine đang nỗ lực để mà tìm hướng làm sao có thể giải quyết bao gồm thứ nhất là cái tần suất để mà cập nhật thuốc trùng vaccine để chống lại những cái biến thể mới và điều thứ hai vaccine cần phải hiệu quả tới cái mức độ nào thì mới được phê duyệt và điều thứ ba là liệu cái việc cập nhật vaccine này có cần sự phối hợp với lại giới chức y tế toàn cầu hay không, với lại tổ chức y tế thế giới hay là không? À vâng cơ. Dạ vâng, thứ nhất là à, vấn đề này nó hơi lạ lùng, là à, kêu là cái cày mà để trước con trâu, bởi vì tuần trước đã có cái lệnh là cho chích mũi thứ tư, à, cho tất cả những ai mà 50 tuổi trở lên. Thế thì hôm nay thì có cái tin hồi đó là người ta chỉ nghĩ đến 60 tuổi, vì bây giờ cái bản tin này là nói rằng những người 50 tuổi là cũng được chích rồi thế thì tại sao lại có cái việc này à, người ta cũng chính người ta cũng hiểu tại sao tại vì đây là FDA chấp thuận trong khi đó CDC lại chưa có chấp thuận chuyện này và mọi việc ở Hoa Kỳ thì là có CDC phải làm trước rồi sau đó mới đưa lên FDA thế cái việc này nó hơi tréo là nó đưa qua một cái vấn đề mới tức là vấn đề chích ngừa ở đợt thứ tư mũi thứ tư mà cái mũi này là họ chỉ có chấp thuận cho Uh, Pfizer cho họ chưa nói tới Moderna, bởi vì Moderna mới làm uh, cái kết quả và mới đưa lên mà thôi. Và FDA chưa có nói gì tới Moderna mà chỉ nói rằng có hứa chấp thuận Moderna nhưng mà trong bản tin thì họ không có nói Moderna hay là Pfizer. Nhưng mà bây giờ đây thì họ nói rõ rằng là trong cái bản tin này là sẽ chích Pfizer. Thế thì cái chuyện này tại sao lại có những chuyện như vậy thì không ai biết được cái chuyện này chứng tỏ rằng là về phía ngành y tế của Mỹ. Nó có những cái lộn xộn và có những cái sự trục trặc à, của riêng nó đó. À, đó là một trong những cái điều mà mới nhất hiện nay Rồi sau đó, đó nó sẽ có một cái bản tin nữa Bản tin này giải thích rằng là tại sao lại phải trên mũi thứ tư Và mũi thứ tư đó nó được hay không được, hiệu lực hay không và hiệu lực như thế nào Thì bản tin đó lại không nói chuyện Hoa Kỳ mà lại nói tới một cái chuyện ở nước Do Thái Tức là Israel thì tại sao lại có cái chuyện Israel ở đây nữa thì đó là một chuyện là thứ ba mới bởi vì ai cũng biết rằng là Israel là cái nước chích ngừa sớm nhất và chích ngừa nhanh nhất và dân số của họ 10 triệu người, 9 triệu người là cũng đủ để thành ra một cái sample tức là một cái mẫu mực mới để mà quyết định cho nên hầu hết mọi quyết định về y tế liên quan đến Covid-19 người ta đều xem Israel bởi vì Israel họ làm trước họ chích ngừa đầu tiên hết chích ngừa rất nhanh và hết liền hết cái toàn dân và những cái chuyện họ chích ngừa họ làm nhanh nhẹn vô cùng cho nên một thời gian ngắn họ đã có cái data để mà quyết định cho nên người ta thường trông chờ cái data của nó thế thì bây giờ đây mũi thứ tư tại sao lại có mũi thứ tư thứ nhất là hai mũi đầu tiên người ta giải thích rằng là hai mũi đầu tiên xong rồi nhưng mà 6 tháng sau thì vì kháng thể phai nhạt cho nên người ta phải chích mũi thứ ba và cái mũi thứ ba là 6 tháng sau khi à, cái mũi thứ hai nó được chích thế thì bây giờ mũi thứ ba rồi mà bây giờ những người nào mà chích sớm mũi thứ ba đó thì bây giờ đã hơn 6 tháng để được chích mũi thứ tư à, quá 6 tháng rồi thì người ta lại nghĩ rằng là có thể rằng là cái mũi thứ ba đó nó kháng thể của nó có thể phai nhạt vì vậy họ nghĩ rằng họ phải chích mũi thứ tư không hiểu sao là FDA là chấp thuận cho chích mũi thứ tư này trước khi CDC làm cái việc đó và cái bản tin mà về Israel chích mũi thứ tư thì họ có cái thống kê rất là rõ họ chích mũi thứ tư họ lấy máu của những người đã chích mũi thứ tư so sánh để xem thử rằng là trong đó nó có cái gì khác và có cái gì lạ thì họ thấy được hai điều điều thứ nhất là ai cũng biết rằng covid 19 nó có hai chuyện cần phải để ý thứ nhất là lây nhiễm thứ hai là bệnh nặng nằm nhà thương và chết thì đó là hai cái điểm chính lây nhiễm thì cái tỷ lệ chích ngừa vaccine thông thường mũi thứ nhất mũi thứ hai thì cái tỷ lệ đó là 70% hoặc là 80% vào cái khoảng như vậy chứ không được tới 100%. Còn cái tỷ lệ mà liên quan đến việc bệnh nặng nằm nhà thương và chết thì thường thường nó không tới 1%. Zero chấm zero và zero vân vân rất là thấp. Và cái khi mà mũi thứ ba xong rồi và bây giờ mũi thứ tư thì người ta thấy thế này. Thứ nhất là mũi thứ tư thì mũi này rõ ràng là ngắn được lây nhiễm rất là ít tức là về vấn đề để lây nhiễm dương tính là hoàn toàn nó gần như rằng nó chỉ ngắn được vào khoảng 5 đến 60 phần trăm không có được đạt cái mức mà người ta muốn tức là vẫn còn lây nhiễm chứ không thể nào mà chích xong một thứ tư mà không lây nhiễm được chích thứ tư là vẫn lây nhiễm dương tính như thường nhưng không có triệu chứng là cái điều gần như vậy rồi những người đó đó họ cái mức độ mà chết với lại là với lại là, là, là năm nhà thương thì mức độ đó rất là thấp và cao hơn những cái người chích ba mũi do đó mũi thứ tư nó có, chỉ có cái lời cuối cùng uh, như vậy mà thôi thì cái điều đó nghĩ ra tới một điều nữa tức là người ta có thể nghĩ tới những cái chuyện rằng nó như cúng rồi bởi vì cúng thì nó nhẹ hơn và cái này covid 19 nó nặng hơn cho nên uh, có thể coi đó như là một cái loại cúng và vì vậy nước anh họ bây giờ đây vì họ chích ngừa ba tháng sau hai mũi rồi ba tháng ra mũi thứ ba thành ra những cái điều họ làm là khi nào cũng trẻ hơn người ta khi chúng ta đã bắt đầu uh, hết covid 19 thì bây giờ họ bắt đầu gia tăng covid 19 lên lại là bởi vì cái mức độ của họ nó kéo dài hơn và họ họ nói rằng là vi mũi thứ tư này nó không có làm cho người ta bệnh cho nên thấy dương tính cứ đi làm không sao hết bởi vì họ qua như dương tính là cái điều đương nhiên cái điều đó phải chịu không giống như người trung hoa dương tính là cách ly Dương định là tiêu diệt cái chuyện đó, cái đó khác nhau. Đó, đó là cái tình hình thế giới bây giờ. À, một cách tóm tắt ngắn gọn đó là lý do tại sao chính mũi thứ tư là tại vì FDA đó, trong thời gian gần đây họ thấy cái mức độ những người nhập viện và bị chết mà đã chích ba mũi rồi nó tăng lên cao nhiều quá so với lại trước đây. Là vì vậy nên họ xác định rằng là cái mũi thứ ba nó đã phai nhạt rồi. Đã đến lúc chích mũi thứ tư. Yeah. Thành ra là họ đã bypass luôn. Họ không có cần chờ cái tổ chức gọi là cố vấn của FDA luôn họ không chờ CDC luôn họ ban bố cho phép chích ngay tại à. vì cái mức độ gia tăng người bị chết bị bệnh đã chích mũi thứ ba rồi đó, nó tăng lên nhiều quá thì đại khái là như vậy thành ra là họ quyết định luôn giờ đây có lẽ là CDC nói rằng là chắc có lẽ là tự, là, là FDA đúng, đúng you know, như đâu qua mặt à. thành ra là họ muốn coi lại xem có cái gì trục trặc hay là không thì đại khái là như vậy nhưng mà tự chung nó sẽ không có giúp để mà ngăn ngừa cái vấn đề lây nhiễm nhiều nhưng mà nó rất tốt để giúp vấn đề bị nặng cũng như là bị chết vì covid 19 khi mà chích mũi thứ tư đúng không à, thưa quý vị trong khi đó thì tại thượng hải thượng hải là một cái nơi phải nói là có cái mức độ lây nhiễm bùng phát covid 19 đang rất mạnh ở tại trung cộng đến độ là thưa quý vị trung cộng trong những cái vừa qua họ phải hầu như là cô lập luôn cả cái thành phố thượng hải hai mươi mấy triệu dân để mà ngăn người lây lan à, ngày hôm nay tin cho biết là trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua tức là ngày thứ tư thôi đó thì số người lây nhiễm tại thượng hải đã lên tới là 19.900 mấy tức là gần 20.000 trường hợp lây nhiễm mới như vậy thì tổng cộng lại đó thì Thượng Hải không mà thôi là 19.000 mấy mà tại bên Trung Cộng đó Là có 22.000 người bị nhiễm thôi. Thành ra là hiện bây giờ cái tình trạng đang rất là nguy ngập ở tại Thượng Hải. Anh Vũ Kiệm sẽ có thêm chi tiết xin mời. À, anh. Từ um, cuối tuần vừa qua thì Bắc Kinh cũng như là chính quyền Thượng Hải đã ra lệnh huy động ngay cả cái lực lượng quân đội tới để mà trợ giúp cho thành phố Thượng Hải trong cái đợt bùng phát được gọi là kinh hoàng này. Thượng Hải có 26 triệu dân hiện tại đang bị áp đặt những cái quy định hạn chế đi lại rất là nghiêm ngặt cho nên người dân cũng ta thán và nó sinh nảy ra đủ mọi vấn đề hết cả. Giới chức Thượng Hải sáng ngày hôm nay cho biết đó là họ muốn chấn an dư luận của dân chúng. Thành phố nói rằng họ có đủ cái nguồn dự trữ những cái mặt hàng nhu yếu phẩm thịt gạo vân vân để cho người dân để mà phân phối hàng hóa nhưng bác bỏ cái thông tin cho rằng chính quyền của thượng hải đang có một cái kế hoạch đình chỉ mọi hoạt động giao hàng trong cái bối cảnh quan ngại là dịch bệnh nó vẫn tiếp tục nó lây lan họ cũng sợ luôn là cái lực lượng quân đội tới để mà giúp để mà đi giao hàng phân phát cho dân chúng cũng bị bệnh luôn yeah. vâng cái vấn đề vấn đề thượng hải uh, họ đưa quân đội đến mục tiêu đó là có gồm có người ta có thể nghĩ rằng là họ dùng tới hai mục tiêu thứ nhất là giúp đỡ cho chính quyền địa, phương trong vấn đề quảng uh, quản trị và uh, nhân viên quản trị mọi thứ và an ninh trật tự nhưng mà vấn đề thứ hai quan trọng nhất là tránh những cái sự chống đối và đàn áp các cái chống đối trước cái quyết định là zero covid zero covid nghĩa là không có chấp nhận một cái covid dương tính dù rằng không có triệu không có triệu chứng nghĩa là họ chỉ covid mười chín dương tính mà thôi và không triệu chứng thì vẫn cách ly và giảm riêng như thường cho nên nó gây ra hỗn loạn nếu như thành phố Houston mà chấp nhận cái chuyện zero covid thì thành phố Houston cũng như thường hại mà thôi và nếu bất cứ cái nước nào trên thế giới mà đi theo cái chế độ của người Trung Hoa cộng sản zero covid thì họ sẽ đều bị như thường hại cho nên vấn đề thường hại là một vấn đề không hiểu tại sao mà người Trung Hoa trong cái vụ này họ lại không chịu bắt chước những quốc gia Tây Phương khi mà người ta đã rõ ràng là vấn đề Zero Covid không cần thiết nữa. Không ai nghĩ đến chuyện Zero Covid mà người ta đã nghĩ đến chuyện đó chỉ là một cái loại bệnh thông thường, bệnh cúm nặng hơn một chút và không có thiết yếu nếu người ta đã có chích ngừa rồi và cũng sợ. Và ai cũng biết rằng Trung Hoa Cộng sản là cái nước làm ra thuộc chích ngừa trước nhất cũng nhiều trước vô cùng và họ hầu như chích ngừa toàn diện nữa là phát bởi vì cái chế độ đó nó bắt buộc thành ra Tại sao lại có cái chuyện như vậy? Cho nên chỉ vì quyết định zero covid mà gây đến cái tình trạng covid 19 ở thượng hải hiện nay mà gây ra những cái điều đứng là giống như là Việt Nam trong cái thời gian mà bị omicron bởi vì ai cũng biết rằng cái con này là con omicron nhưng không phải là bởi omicron thì nó không có gây ra chết chóc và, và và nằm nhà thương chuyện rất rõ mà nó lây rất nhanh làm cho người ta sợ đó là hai cái quan điểm nó khác nhau gây ra hai cách đối xử nó khác nhau và gây ra cái lòng dân ly tán à, như vậy thì cái kế kế hoạch gọi là zero covid của trung cộng coi như là bị thất bại càng cấm cản yeah, càng, gia tăng. càng gia tăng và bây giờ thì lại nhen nhúm những cái vấn đề bạo động nó xảy ra rồi một số những thành phố mà chưa có bị cô lập đó tại vì họ chia từng khu vực ra họ họ cách ly cô lập những cái cửa hàng bán thực phẩm ở đó đó họ dành nhau họ mua, yeah. tại vì họ biết rằng là sẽ tới phiên họ bị cô lập, thành ra là họ tranh giành rồi đánh lộn lẫn nhau để mà giành một vài gói mì cũng đã xảy ra rồi, thành ra là cái cái kế hoạch này coi như là không thành công. À, quay sang một bản tin khác có liên quan đến cái cái toán gọi là mật vụ bảo vệ cho đại nhất phu nhân của Hoa Kỳ và Joe Biden, thì bản tin này cho biết là có bốn nhân viên trong cái tổ chức này trong cái ủy ban này đã bị sa thải sau khi mà có hai người đã trà trộn vô là hai người gọi là nhân viên an ninh nội địa à. giả danh vào trong cái nhóm này. Anh Vũ Kiển và Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến cái vụ này cũng khá ly kỳ. À, vâng, thì cái chi tiết của sở mật vụ mà bảo vệ cho đánh nhất phu nhân, phu nhân bà Jill Biden đã bị xâm nhập bởi hai nhân viên an ninh nội địa giả danh. Thành thử ra cho đến giờ phút này thì người ta vẫn còn đang tiếp tục điều tra về cái vấn đề này. Và những người đã tặng cho cái nhân viên này, những nhân viên thật, một cái món quà bao gồm một cái khẩu súng trường cái giá khoảng cỡ chừng hai ngàn hoặc là <laughs> mắc tiền một chút tức là vắn tắt có thể suy luận báo chí nói rằng đây là một cái vụ gài để nếu mà cái chuyện này không vào lở ra thì người ta có thể truy tố là các nhân viên sở mật vụ bảo vệ để nhất phu nhân nhận hối lộ tức là có người gài nhưng mà đã bị phát giác trước còn lý do tại sao phát giác được thì mời anh cơ dạ vâng cái uh, vấn đề này thì nó rất là uh, lạ lùng. Uh, phải nói rằng là nhân viên mặc vụ và còn để kẹt cái vụ như vậy là hơi chướng. thứ nhất là hai người này uh, họ tới làm quen với nhân viên mặc vụ những người nhân viên mặc vụ họ ở trong một cái đơn vị gia cư nào đó và những người này họ đến gia cư họ cũng thuê nhà họ ở ý như vậy và họ cũng đi xe uh, có đèn ở trên chớp 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 và họ ăn mặc y phục của nhân viên mặc vụ họ ăn mặc y phục của À, sợ nội an họ làm họ họ giống như là một những bước mặc vụ mặc của một cái đơn vị nào đó họ đến làm quen rồi họ ở chung họ thuê nhà gần đó ở chung rồi đôi lúc họ còn hứa trả tiền nhà yum, rồi họ mua đồ cho này nọ kia khác rất là tự nhiên và dân chúng cũng cứ nghĩ rằng là những người mặc vụ bằng nhau và những nơi mật vụ này oh họ nghĩ rằng người này là mặc vụ của một cái tổ một cái đơn vị nào đó họ cũng nghĩ như vậy cho nên họ không ngờ rằng đó là những người trà trộn cho đến khi mà một cái một cái người bưu điện một nhân viên bưu điện về vấn đề thứ từ lối thôi sau đó họ mới coi cái địa chỉ lại và họ có cảm giác là không trúng cho nên họ mới điện thoại cho an ninh thì lúc bây giờ an ninh mới biết cho nên cái gì nó cũng có sơ hở và những cái sơ hở hết sức là tầm thường mà coi như vậy mà giống như là câu mà người 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 Trung Hoa vẫn gọi là thiên vọng khôi khôi sơ nhi bắt đầu lưới trời thứ vậy mà khò lọt nhưng mà lọc. cũng lọt được là là thiệt. À, mật vụ là một cái tổ chức rất là đặc biệt, yeah, là đặc biệt. Là chuyên môn đi bảo vệ những yếu nhân, đặc yeah. biệt là tổng thống này kia. Và cuối cùng cũng bị tranh chọn vô. Nhưng yeah. mà mấy Đó. ông này đã có một cái thế, tức là họ cậy thế, họ rất là power yeah. và đã có rất nhiều những cái vụ điều tiếng, những cái vụ xì căng đan bê bối từ hai thời tổng thống kéo dài trong cái cuộc họp hội nghị thượng đỉnh apec một lần là họp ở bên Nam Mỹ, nếu chúng tôi nhớ không lầm là Peru. Cái toán mật vụ bảo vệ tổng thống Columbia. ở Colombia hay gì đó nhưng mà đại khái ở trong cái lần đó tổ chức ở Nam Mỹ, trong Mỹ Latin. Thì cái nhóm bảo vệ yếu nhân bảo vệ tổng thống Obama và phái đoàn của Hoa Kỳ qua đó là đi chơi bời, đi tìm hoa. <laughs> một lần thì trước đó là cái toán bảo vệ ông Bush con, tổng thống 43 của Hoa Kỳ cũng tới Brazil, cũng đi tìm hoa những nàng samba, báo chí nó phanh phối vụ đó nhưng mà nó cũng xong thôi nhưng mà tại vì cái muốn nói đây là, là mật vụ mà phủ tổng thống đó vô cùng là có power cậy thế. Không, anh, hai cái vụ anh, này anh... đó, hai cái vụ mà yeah. xảy ra thời trước thời ông Clinton với là thời ông thời ông Obama hay thời ông Clinton với là thời ông thời Bush, ông Bush đó yeah. thì những cái người này là họ là toán tiền đào của văn ừ. phòng tổng thống phòng tổng thống đi cái lý ở đi giờ ngoài quốc thì toàn tiền đào tới trước sửa soạn an ninh thì trong khi họ tới họ chờ tổng thống họ sửa soạn an ninh thì họ mang gãi thuê gãi ở ngoài đường đem về khách sạn làm việc thành ra bởi về cái chuyện đó là chuyện vi phạm cái quy luật của mật vụ anh không thể đem người ngoài vào chứ không có đem gãi làng chơi đi vào trong cái cơ sở mà họ đang ngủ để mà chờ Điều tổng thống tới đó là cái chuyện hết sức là bậy bạ chứ không phải là họ anh họ thầy quyền thầy thế không họ kiện quyền thầy là nếu so với người dân thôi để họ chỉ có làm việc quá đáng yeah, đi chơi vũ kiểm nói oan cho mấy ông yeah. đó không à. họ đi làm họ họ đi làm nhưng mà, mà làm xong rồi rảnh rỗi không biết làm gì thì tối chiều để giải về, trí đem vậy đem thôi mà đem về <cười> <cười> văn phòng về nhà ở của mình để mà đóng cái nhà thuế của chính phủ yeah. không nhưng mà nói gì thì nói những người đó họ cũng rất là nguy hiểm đó tại vì khi một viên đạn bắn ra rồi cái việc đầu tiên là họ phải lấy thân họ yeah, đỡ cái đạn cái yeah, yeah. đạn chứ còn không có thể đứng nhìn nguy hiểm lắm thành ra là cũng à, bây giờ à, chuyển sang tin tức liên quan đến vấn đề chiến sự ở tại bên uh, ukraine thì à, tôi cái vị tin mới nhất cho biết là theo như ông cựu tổng thống của nga đó là ông Medvedev thì ông này ông đã cho rằng ông putin đang có cái tham vọng là sẽ thôn tính luôn cả khu vực châu âu chứ không phải là ukraine không ukraine chỉ là một cái bắt xích đầu tiên để từ đó nga sẽ có những cái cơ hội khác nữa để mà thôn tính nhiều quốc gia khác nữa trong khối liên Âu. anh vũ kiệm sẽ có thêm chi tiết xin mời anh à, một trong những cái tin cũng đáng chú ý đó là ngay chính ông F, um, ông zelensky tổng thống của ukraine có lên tiếng kêu gọi dân cư rời khỏi cái khu vực miền đông ở ukraine ngay lập tức bởi vì rất nhiều những cái tin tức tình báo dồn dập ngay cả tình báo của Hoa Kỳ cũng cho rằng cái việc mà Nga rút cái lực lượng ở chung quanh thủ đô Kiev để mà tới cái vùng Donbass là để coi như là dứt điểm cái vùng này. Cho nên ông Zelensky kêu gọi người dân phải rời ngay lập tức. Và tình báo của anh cũng có tin cho biết là Putin tuyên bố trong tháng 5 sẽ dứt điểm một số những cái cứ điểm mà họ muốn nhắm tới. Thành thử ra trong cái buổi sáng ngày hôm nay cái chuyến sự bước qua tới ngày thứ 37 rồi nó dồn dập những cái tin nóng hổi về tình hình ở tại Ukraine mọi người. Dạ vâng, ở trong cái vấn đề này thì uh, chuyện, chuyện, quan trọng nhất là đây là chuyện tin tình, tình báo và từ trước tới giờ từ khi cái cuộc kiện ngỡ Ukraine xảy ra từ ngày đầu tiên tới bây giờ tình báo bao giờ họ cũng nói trước họ nói rằng hay Putin sắp đánh à, ngày hôm sau Putin sắp đánh rồi là bây giờ là còn gần cái ngày đánh hơn nữa gần như là ngày đánh họ biết trước và họ họ tin tình báo của họ chính xác đến nội dân truyền nó nó trúng cho nên bây giờ họ lại cũng vẫn tiếp tục loan tin tình báo rằng là Putin đang rút quân về và cố thủ và chiếm luôn cả hai miền Donbass Luhansk rồi chiếm luôn Mariupol và thiết lập một cái đường bằng đại biển từ Odessa, à từ có thể lấy Odessa nhưng mà uh, phần chắc là từ Crimea mà kéo dài cho đến vùng biển Azot rồi kéo dài lên tới Mảng Đông và lên ngang Kharkiv luôn uh, đó là cái vấn đề mà họ sẽ lấy thành ra tin báo nói thì chắc chắn trúng bởi vì trong quá khứ họ đã nói và trúng thì bây giờ đây họ đang nói và cũng có thể là nhiều phần trăm trúng vì vậy người ta lo chuẩn bị yeah. nhưng mà dù sao đi chăng nữa với cái áp lực rất mạnh bây giờ trên cả thế giới nhắm vô Putin thì không phải là dễ để thực hiện được ý đồ của ổng mà muốn chiếm luôn cả châu Âu anh thấy không tức là thế Hoa Kỳ và châu Âu thế nào cũng sẽ có những biện pháp mạnh hơn để có thể can thiệp à, trong vấn đề mà nếu như Putin mà càng ngày càng lộng hành mà muốn tấn công luôn cả bên phía Ba Lan hay là những quốc gia lân cận của NATO thì thì khó xong mà có thể thực hiện được ý đồ của mình dạ vâng thì đây yeah. thì đây đây phải coi như rằng đây là một cái vấn đề mà châu âu uh, và tình bảo họ cố tình họ làm ra và họ nói lớn lên như vậy để cho Putin biết rằng là thôi đừng có lộn xộn nữa chúng tôi đã biết rồi họ yeah. muốn tránh thêm những cái chi tiết dạ yeah. dạ vâng liên quan đến chiến sự ở tại Ukraine thì uh, được biết cái vấn đề hiện bây giờ nhức nhối nhất đó là cái vấn đề mà thảm sát người dân ở tại Bucha một thành phố thuộc tây bắc của Kiev của Ukraine thì cả thế giới đã rúng động lên với những cái hình ảnh rất là tàn khốc như là hố chôn tập thể cả vài trăm người đã được tìm thấy rồi nào là xác người bị trói tay bị bắn chết nằm vương vãi trên đường phố tại thành phố này đã khiến cho người mọi người mọi quốc gia đều cảm thấy cái sự hành động của Putin rất là tàn ác thì giờ đây thưa quý vị tin cho biết là Hoa Kỳ và một số quốc gia khác của châu Âu quyết định là sẽ viện trợ thêm cho Ukraine để mà chống lại cái sự tàn bạo của của nga À, tin mới nhất cho biết là bên phía của uh, nước Anh và Mỹ đã đồng ý và sẽ chuyển cho Ukraine những cái loại vũ khí tối tân. Chẳng hạn như Hoa Kỳ sẽ viện trợ thêm cho Ukraine những cái loại drone uh, tức là phi uh, cơ điều khiển từ xa cái loại có tên là uh, Switchblade uh, và những cái loại mà hỏa tiễn để mà chống xe tăng rất là hiện đại để chống lại cái sự uh, tấn công của Nga. Anh Vũ kiểm và anh Phạm Cơ sẽ lần lượt đi thêm chi tiết. Xin mời anh cái đợt mới này là cái version mới nhất của cái loại hỏa tiễn Swift Lead này hỏa tiễn gọi là coi như là cảm tử quân mà cái tuần trước mình có nói đó thì đây sẽ là cái hệ thống để mà có thể củng cố cái hệ thống phòng không và chống những cái <laughs> hỏa tiễn của cái không lực của bên phía nga thì trong cái thông cáo báo chí bộ quốc phòng của Hoa Kỳ cho biết đó là cái đây là một cái hoạt động hỗ trợ bổ sung cho cái sáng kiến là hỗ trợ cái nguồn an ninh cho bên phía của Ukraine. Thì chúng ta thấy trong những cái ngày vừa qua, nước Anh đã thành công trong cái việc gửi và hỗ trợ viện trợ quân cụ cho Ukraine những cái loại hỏa tiễn rất là tối tân và có một chiếc trực thăng đã bị cái loại hỏa tiễn của anh này bắn hạ trong tuần trước. Và đối với lại cái số tiền mà Hoa Kỳ viện trợ quân sự cho Ukraine đó, thì nay đã lên tới cái số là bạc tỷ. Thành thử ra vẫn tiếp tục đứng đằng sau để mà hỗ trợ chống lại cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Anh à, dạ vâng. À, thế thì cuộc chiến tại Ukraine nếu mà không có ngoại quốc viện trợ thì chắc chắn là cái dân quân Ukraine đã, đã thua lâu rồi. Và trước kia thì Putin nghĩ rằng là Mỹ và Anh hay là châu Âu có làm gì đi nữa thì cũng không giảm và vũ khí họ cũng thua vũ khí Nga, cho nên ông mới tấn công mạnh như vậy. Và bây giờ thì ông đang rút quân về, ông đang thua nhưng mà ông đang tìm cách rửa mặt, là làm sao để mà có thể uh, có một cái danh dự nào đó, để mà có thể uh, trấn an dân chủ Nga, rằng là ông vẫn còn mạnh ghê lắm mà uh, ông rút quân như vậy là theo kiểu rút lui chiến thuật mà thôi. Tuy nhiên thì bây giờ Anh và Mỹ họ làm rất rõ, tức là bây giờ họ đưa ra công khai, À, những cái chuyện họ tiếp bằng như vậy để cho thấy rằng là vũ khí họ đưa qua còn nhiều hơn nữa và Putin nên rút lui đừng có để cái chuyện xảy ra nữa bởi vì không thể chống lại được các loại hỏa mới này thứ nhất là Swiss Blade drone đây là một cái loại mà người ta kêu là uh, là thần phòng cảm tử giống như là ngày xưa kamikaze tức là phi cơ nhật bắn bom và lao xuống hàng các mộ hàm của hoa kỳ ở ngày hawaii trong cái ngày mà trong cái khi mở trận chiến ở tại Chân hawaii trần dạ. Đó, thì bây giờ đây cái này là nó làm cái cái kamikaze mà nó kêu là switchblade play này nó giống như là uh, một cái phi cơ mà nó thu nhỏ lại bỏ trong một cái ống phóng lù ống phóng để đài bạc và họ bắn mang tay đến đây bỏ là bắn lên một cái là cái cái viên đạn nó bay ra nhưng mà viên đạn đó là một chiếc phi cơ drone trong đó có mắng bom uh, và nó có mắt thần được điều khiển ở dưới mặt đất để xem tự rằng là có xe tăng nga ở đâu tiếp liệu ở đâu cần phải thả bom hoặc là giao lao tới cho độ chết luôn cho đến đây là một cái khí giới sát thương hết sức là mạnh mẽ và cái điều này là lần đầu tiên hoa kỳ công bố rằng họ có cái loại đó chứ chưa bao giờ mà chúng ta thấy ở trong các cái bản tin hoa kỳ đó rằng họ đã làm ra cái đó không họ không nói bao giờ và lần này thì vì chiến tranh và vì khoa trương để cho người nga cần phải sợ hại nữa và vì vậy họ mở rộng ra và họ loan tin những cái loại khí giới như thế khiến cho mình cũng sợ đó đừng là người nga cho nên những cái lời hỏa thiện đó đã giúp cho quân của ukraine rất là nhiều trong việc chống xe tăng nga thứ hai là người anh là có những hỏa thiện chống tăng rất là hữu hiệu của họ javelin là cũng giống như mỹ cũng làm ý tương tự như mỹ tức là hỏa thiện chống tăng bắn lên trời rồi tương trên trời nó mới nhảy xuống xe tăng và nhắm vào trong cái pháo tháp tức là cái chỗ mà yếu nhất của xe tăng để gây cho xe tăng chết chỉ cần một phát thôi là nó tiêu vì vậy cho nên những cái loại đó bây giờ người ta công bố rộng rãi và họ đã đang tiếp tục chở tới ukraine để làm cho người nga hoảng sợ và người nga đang tính gì thì phải coi chừng thì đó là lý do tại sao bây giờ họ đánh chống thôi kèn và họ làm ra dữ dội như vậy để cho người nga biết chứ còn trước kia họ chuyện cái đó là họ ta ta họ chuyên qua cái vùng phía đông của ba lan và đưa lên một cách hết sức là nhẹ nhàng và người Nga không biết thì bây giờ đây người Nga biết rằng họ đang làm những chuyện đó để mà ờ người Nga mà thôi. Dạ vâng, trong khi đó thì bên tiếp khắc cũng có hành động. Cụ thể phải không anh? tức là đây là một cái quốc gia nằm trong khối NATO đã chính thức gửi sang bên phía Ukraine những cái loại thiết xa, thiết vận xa. Cái loại xe tăng T72 phải không anh? Dạ anh nói thêm về cái vụ đó. Chiếc xe tăng T72 này thì là một trong những loại xe tăng được sản xuất dưới thời cộng sản Nga. À, Nga nó sản xuất chiếc xe tăng đó rồi nó viện trợ cho uh, cho những quốc gia cộng sản. Cho nên những quốc gia cộng sản mà họ, hồi xưa là đề tự chứa hầu của Nga thì họ vũ khí của họ từ phi cơ cho tới bộ binh xe tăng. Và tất cả những gì trang bị đều là từ người Nga cả. Cho nên xe tăng này là xe tăng T-72. Uh, và đây là cái bản tin này xác nhận rằng lần đầu tiên một quốc gia uh, của khối NATO gợi khí giới giúp một cách trực tiếp như vậy đây là một trong những hành vi tuyên chiến giữa khối NATO với lại là người Nga và cái chuyện này không phải là họ tự nhiên họ làm họ muốn làm vậy là NATO muốn cảnh cáo luôn cho ông Putin rằng là chúng tôi đã bắt đầu can thiệp nếu ông còn làm nữa và họ chỉ làm cái việc này sau khi có những cái tin tức rất là ghê gớm về việc người Nga thảm sát người Ukraine ở Buka ở xung quanh vùng Kiev và đó là quốc tế người ta rất là ngán và vì vậy cho nên những cái chuyện này là những chuyện đi sau nhưng mà công khai và để áp đặt áp lực lên cho người Nga biết rằng là bây giờ đây là một quốc gia của NATO đã gợi vụ xe tăng là một cái chuyện vượt qua được cái lằn ranh và nếu người Nga không làm gì thì lằn ranh đó sẽ được tiếp tục vượt qua nữa. Đây là một cái cuộc thăm dò đầu tiên đối với người Nga về vấn đề NATO viện trợ cho uh, cho Ukraine. Yeah, vâng. À, thưa quý vị, rời tình hình liên quan đến Ukraine, chúng tôi sẽ được đưa một bản tin có liên quan đến vấn đề không gian quốc tế. Thưa quý vị, trạm không gian quốc tế ISS vào ngày mai sẽ chuẩn bị để đón nhận ít nhất là 4 phi hành gia. Và 4 phi hành gia này sẽ được phóng lên à, từ một cái công ty có tên là ASEAN Space, có trụ sở chính ở tại thành phố Houston của tiểu bang Texas. Và đây là một cái công ty về không gian hoàn toàn tư nhân. Anh Vũ Kiểm và Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết. Bạn Vũ Sẽ đi cái um, phi thuyền con thoi gọi là Crew Dragon này của hãng nào anh không? Của SpaceX yeah. SpaceX phải yeah. không yeah. à, Cái, cái yeah. bản tin này cho thấy rằng là Hệ thống uh, điều khiển không gian của Hoa Kỳ Bây giờ nó là thuộc về tư nhân Chứ nó không còn là của Chính phủ điều kiện nữa Và chính quyền và những hãng tư nhân này Nó đã làm ra được họa tiệc Đưa người lên và phi thuyền của họ Cũng đưa người lên do chính phủ thuê mướn Rồi bây giờ đây không gian cùng tư nhân tư nhân thuê mướn và tư nhân cùng lên tại vì sao họ phải lên trên không gian để mà làm những cái thí nghiệm những cái thí nghiệm này họ thường họ giấu và họ không có công bố là họ thí nghiệm những gì cũng như chính phủ mỹ nhưng mà điều quan trọng nhất là cái hệ thống phòng thí nghiệm ở trên các trạm không gian quốc tế là trên đó là vô trọng lực cho nên những cái chuyện đó rất là khó làm ở dưới mặt đất không thể nào mà tạo ra được dưới mặt đất để mà thí nghiệm dễ dàng bằng trên không gian do đó không gian là một cái nơi mà họ đưa lên đó để làm và cái trạm không gian quốc tế này hiện nay đang bị tranh chấp tại vì đây là một trạm được thiết lập bởi Hoa Kỳ là chính với là người Nga hai bên làm chung sức với nhau rồi sau đó có Pháp có Anh có Nhật Bản bỏ thêm tiền vào và ráp thêm làm thành ra một cái khu vực không gian lớn và kỳ vào rồi đây đã có những cái tranh chấp khi mà người nga à, nói rằng là họ sẽ rút lui và họ không ở trên không gian chung này nữa nhưng mà một phần lớn cái trạm đó của họ là có những cái phòng nghiên cứu của họ và nó dính với trạm không gian quốc tế thì dĩ nhiên đã ký giao kèo rồi họ sẽ làm cho đến thời gian nào đó thì họ sẽ thôi không có làm nữa và họ dòa như vậy nhưng mà hoa kỳ thì bây giờ không sợ nữa bởi vì trước đó hoa kỳ từ khi rút lui phi thuyền con thôi họ không còn phương tiện để đưa người lên trạm họ phải mua vé Do người nga bán mỗi lần đi như vậy là gần cả 100 triệu đô la mỗi một người để mà đưa lên thế bây giờ đây thì uh, hoa kỳ đã có spacex và từ đây họ làm và bây giờ đưa lên không gian một người nữa một bốn người một lượt mà toàn là tư nhân thì là một cái tác vào mặt người nga nói rằng họ không cần người nga nữa người nga muốn đi thì người nga cứ đi không có sao hết đó là cái tôi cho rằng đây là cái tiếng nói của hoa kỳ trong cái vụ này À, thưa quý vị bản tin kế tiếp có liên quan đến một cái sự tố cáo à, đối với lại tổng thống Biden. À, thì quý vị theo cái lời tố cáo này đó thì ông Biden trước đây đã từng viết một cái lá thư giới thiệu cho một cái người con của một thương gia có tiếng của Trung cộng vào trong một trường đại học. Và cái vụ này đó thì thưa quý vị cái ông thương gia này lại có cái mối làm ăn rất là thân cận với lại con trai của tổng thống Biden đó là ông Hunter Biden. Như vậy thì đây là cái bản tin nếu là thật sự thì ông Tổng thống Biden của Hoa Kỳ trước đây cũng đã từng có những cái sự mà bắt tay với lại Trung Cộng để mà đáp ứng những cái nhu cầu của những người mà có tiếng có tâm ở tại Trung Cộng để đưa con của họ vào học tại những cái trường đại học có tiếng ở tại Hoa Kỳ. Đó là nếu là sự thật thì coi như là cũng là một cái điều mà người ta đang xôn xao bàn tán anh Vũ Kiểm. Tin này là, là tin sự thật. Chính phát ngôn viên của Ông Biden, tức là Tòa Bạch Ốc, bà Jen Psaki đã thừa nhận là có, nhưng bà cũng hay lắm, rất là lanh miệng. Nhưng mà lúc đó, ông Biden chưa là Tổng thống. Tòa Bạch Ốc, chúng tôi có biết tin này, xác nhận là có chuyện này, nhưng lúc đó Tổng thống Biden chỉ là Vice President. Và chúng tôi không có thêm bất kỳ chi tiết nào khác. Vâng, ở đây thì cái bản tin này nó có một cái điều mà, uh, mà bà Psaki hở tức là cái chuyện thế này. À, thứ nhất là bà Saki xác nhận rằng ông Biden không hề biết đến những câu chuyện thương mại của ông Hunter Biden tức là con trai mình nó buôn bán tầm bậy tầm bà nó bán 3 túy hút ma túy gì đó ông không có biết thành ông và Hunter Biden hoàn toàn riêng biệt tuy nhiên đây là cái người cộng tác các cái phi vụ làm ăn của ông Hunter Biden người này là người Trung Hoa có đứa con muốn vào học trường Brown của Mỹ Trường Brown là một trong hệ thống trường 10 trường danh tiếng nhất của Mỹ rất là lớn và nổi tiếng mà muốn vào trường đó ngoài cái điểm SAT còn phải có những cái lực phi thư thư giới thiệu thư giới thiệu đó phần lớn các cái loại thư mà các cái vị tái mắc viết thì được trường Brown họ vì nệ và họ vì nệ và họ cần nhờ vào tương lai cho nên họ chấp thuận liền do đó như con trai con gái của ông Obama cũng đi vào học trường Harvard nghĩa là những cái trường nổi tiếng còn thường dân thì nói xin lỗi cứ ngồi ừ. đó mà ngóng cọc mà chờ thôi <laughs> nhưng mà dĩ nhiên những cái chuyện này xảy ra và cái người con của người trung hoa này là nhờ ông hunter biden nhờ ông biden lúc bây giờ là phó tổng thống ký cái thư giới thiệu thôi tức là cái thư giới thiệu là, ồ oh, tôi giới thiệu với quý trường đây là một cái anh này anh học giỏi dễ thương lắm nghĩa là mọi việc tôi recommend quý trường nhân anh này thế thì khi mà nói như vậy thì về sau nhà trường sẽ gõ cửa ông ông Biden nói này nè, thầy ngày xưa ngài có ký cái bức thư, bây giờ em có việc muốn nhờ ngài được không? Thì ông Biden phải Ok. Ok, giáo <laughs> thánh đã đó là cái chuyện. Có dạ, qua có lại. qua lại, nhưng mà đây là những cái lời chối bỏ và xác đi đoạn rằng ông Biden không hề biết đến những cái thương vụ kinh doanh của Hunter Biden, nhưng mà không biết thì tại sao cái thư này lại ký được? À, thì đó là cái sai của bà sachs đi là sai chỗ đó <laughs> cũng có thể là vì thương con thành ra là con cứ đưa ông hunter biden ba và ký dùm còn cái tờ giấy này để cái cấm cuối ký ừ. thôi còn Điều ngoài ra, ra thì anh mình mình ký thì thường là không sao hết nhưng mà vì lúc kia là nó là là phổ nhưng mà cái vụ này cũng vẫn là cái vụ nhỏ cái công ty Burisma mà hunter biden ở trong cái hội đồng quản trị mà không làm gì hết mỗi tháng nhận coi như là mấy chục ngàn đó ở bên à bên Ukraine, đó. Ukraine. Yeah, Ukraine cái đó yeah. mới là cái hồ sơ lớn yeah. và bây giờ bên phía Cộng hòa là đang sử dụng cái đó làm cái vũ khí chiến lược trong cái vụ mà đối phó với lại ông Biden trong cuộc bầu cử này cũng như là của toàn Đảng Dân chủ. Bộ thẩm đoàn đã được chọn rồi và ngay chính một số những cái vị dân biểu ở trong đó cũng có xác nhận là cái vụ mà Hunter Biden có làm ăn với lại ukraine và làm ăn với lại đại công ty của bên hoa lục không phải là những cái chuyện còn con ký cái, cái giấy này là có thật bằng chứng đã thấy hiển nhiên trong cái laptop cho nên trong tương lai không biết bao lâu thì sẽ mở một cái, cuộc Như cái cách đây cái vài ngày thì ông trump cũng đã có lên tiếng và nhờ ông putin phải không đưa ra làm rõ sáng tỏ cái vụ này À, à, đúng, đúng đúng nhưng mà sau đó thì lại bị bị dìm luôn tức à, là cái này, ông đưa ra tin đầu óc đâu mà lo đến giúp đúng thời điểm tại vì chiến sự đang xảy ra đó là đó là vấn đề này okay. là vấn đề nó nó như thế này. thứ nhất đó là ông Hunter Biden là ông có một cái việc làm ở bên Ukraine và trong khi việc làm ăn đó bị điều tra bởi chính quyền Ukraine thì ông Biden qua và nói rằng là hay ngưng cuộc điều tra lại cách chức thằng cha công tố việc nếu không là mất việc đời nha trong vòng dạy. 6 tiếng đồng à. hồ trước khi cái Air Force 2 tức là máy bay của phó tổng thống Hoa Kỳ rời phi trường. Và, quý vị phải yeah. làm chuyện đó. Yeah. Yeah. Và cái chuyện quan trọng thứ hai là cái vụ này nó xảy ra trong thời gian ứng cử tổng thống của ông Trump và ông Joe Biden và cái laptop nó nói lên tất cả cái laptop và Hunter Biden quên hút sắt rồi quên luôn đi sửa laptop và quên cái laptop ở trong nhà một cái nhân một cái tiệm sửa tiệm đó nó công bố và nó đưa cái cái hồ sơ đó ra nộp cho FBI và đồng thời nó có giữ cái bản copy. Hiện nay thì lúc bây giờ ông Tâm muốn điều tra nhưng không hiểu vì lý do gì lúc bây giờ mọi việc êm xuôi và êm thấm và mọi việc nó Thật tôi công, nhanh cái thôi cái vụ nhanh hơn cái vụ đó. Cái vụ đó nó rồi quan trọng đã. tới cái độ là ông Trump bị suýt nữa bị trót phép. Okay. giờ chót được thượng viện đa số yeah. đảng cộng hòa cứu chứ nếu không á là ông bị chốt phế trong cái lần là đó. Ừ. Ukraine trong yeah. đó thành ra lúc này là gần tới cái kỳ bầu cử giữa kỳ rồi thành ra ông yeah. Trump muốn quậy lại cái vấn đề này đúng. để làm sáng tỏ cái vụ đó để rồi bên phía của đảng dân chủ và nhất là ông Biden sẽ bị mất uy tín vì cái cái vấn đề đó chính xác thì là, là như vậy lúc bây giờ đó mà nếu như người ta chịu điều tra Cái laptop của ông Hunter Biden thì ông Biden là coi như tiêu yeah. nhưng mà không hiểu sao vụ đó nó êm xuôi bởi vì thiên hà Họ có những cái nguồn tin cho rằng người ta cũng muốn ông tâm thôi làm tổng thống cho nên họ mới ép cái chuyện đó vào họ làm cho cái chuyện đó không có xảy ra được yeah. dạ vâng như vậy thì cái câu nói mà ông bà mình đã từng nói là đúng ha nhất là cận thân mà gì là cận lân tức là quen nhau nhờ nhau ký cái giấy đưa con mình đi vô trường đại học lớn học thì quen biết là được tất cả yeah. dạ không biết under table thì có gì hay không mình không dám nói không không còn như thế này nữa Under table thì về sau họ cung cấp Những cái viện tờ ừ. hoặc là những cái quỹ này Để ừ. mà uh, xin tiền Nó về thì bên đây approve vậy thôi, vậy tiền, thôi tiền của chứ... dân okay. thôi Tiền thuế của dân chứ ông Biden okay. cũng cung cấp tiền tổn số nào Trong vụ này yeah. à Thưa quý vị bản tin kế tiếp có liên quan đến ông thủ tướng Của nước Anh Ông Boris Johnson tin cho biết là ông đã không có đồng ý Với những cái trường hợp mà những người nam Rồi chuyển giới sang uh, nữ rồi sau đó thì đi tham dự những cái trận đấu thể thao trong cái thành phần của nữ. Như vậy thì dù cái người đó từ nam chuyển sang nữ coi như là nhìn giống nữ rồi đó. Nhưng mà cái bản chất của họ vẫn là người nam. Thành ra nếu họ đứng chung hàng ngũ với là những người nữ thì hoàn toàn không có hợp lý và không có cân bằng cái sức mạnh với nhau. Ông ông Boris Johnson là cái người nổi tiếng mà 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 chống cái vấn đề chuyển giới hoặc là nói chung là đồng tính phải không anh? Đồng tính. Yeah, trong cái giới nó LGBT, Texas yeah. cũng đã bỏ phiếu để mà chống <laughs> cái chuyện đó trong tất cả những cái hệ thống trường đại học là những vận động viên, thể thao, cầu thủ mà chuyển giới thì sẽ không được chơi. Cái đó bỏ qua cái chuyện về cái yếu tố chính trị, nhưng về thực chất, về cơ thể học thì anh cơ dành hơn nè. Đàn ông dĩ nhiên là được sinh ra, Thượng Đế tạo ra có nhiều chất học môn và khỏe hơn đàn bà. Dĩ nhiên nếu mà chúng tôi từ đàn ông mà tôi đổi giống thời đàn bà, đàn bà làm sao chạy bằng tôi? Vắn tắt là như vậy. Mời cơ. Dạ vâng, thế thì khi đó họ chỉ tiêm cho đàn ông một cái loài thuốc học môn của đàn bà để cho người đó nó giảm bớt cái năng lực của đàn ông để mà thành đàn bà. Nhưng mà giảm đến cỡ nào mà giảm sao thì không có một cái một cái mốc nào hay là một cái định nghĩa nào cho nó rõ hết cho nên nếu mà giảm mà chỉ có một cái là 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 là, là, là tiêu học vốn thôi thì không thể nào giảm hết được cho nên hơn thua là cái chuyện đương nhiên là cái người chuyện vậy bao giờ cũng mạnh hơn cái người phụ nữ à, thật sự đó đó là cái lý do tại sao mà họ yêu cầu những người chuyện giới không có được thi nữa tuy vậy thì họ vẫn giữ giấy tờ tôi bây giờ nó phải tỉnh tôi là nữ thì tôi có quyền đi thi và thêm một cái chuyện thứ hai nữa là tiểu bang sao carolina vừa đưa ra một cái đạo luật mà sắp sửa được chấp thuận trong đạo luật đó nói rằng tất cả những trường đại học hay là những cái người nào đi thi những cơ thể thao trong trường đại học hoặc là đi thi bất cứ cái gì thì khi thi thì phải căn cứ vào cái giới tính khi sanh, tức là cái thẻ vậy khi sinh chứ không căn cứ vào cái giới tính sau khi trưởng à, tức là anh cái sinh ra anh đàn ông Nam, yeah. thì đương nhiên là anh là nam chứ anh cũng thể rồi Lớn lên rồi anh giải phẫu, anh thu cái đó là anh dạy phẫu Nhưng mà đồ hộ anh là nữ là chuyện đó, cấp được <laughs> Thì cái đạo luật đó là đạo luật của sao Carolina Ở trên Passport của Hoa Kỳ mới bây giờ bắt đầu từ tháng 4 đầu tháng này nè Cũng yeah. đã có thêm cái phần X, đó là yeah. dành cho cái giới tính thứ ba đó Tức yeah. là không phải nam, không phải nữ yeah. đó Thành ra là à, thật tình mà nói thì đúng là như vậy Tức là cái cấu trúc theo quá chưa được hiểu đó Cái cấu trúc cơ thể về xương của người nữ và người nam nó hoàn toàn khác Các nhau yeah. đó kể cả sắc tộc cũng khác đó chứ đừng nói thí dụ một người tại sao những người mà da đen đó ở châu phi họ chạy rất là nhanh những người mà yeah. chạy nhanh nhất thế giới thường thường là những người châu phi không là vì cái cấu trúc cái xương của họ cái 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 xương bánh chè hoặc là cái xương hông gì đó nó khác với lại những cái sắc tộc khác thành ra họ có cái mức bật bức đẩy rất là nhanh đó điều là họ... cái, cái điều yeah. quan trọng ở đây là họ muốn như thế này nữa họ muốn rằng về sau nghĩa là tất cả những cái người nào mà mà tạo chuyện giọng rồi đó uh -huh. thì không không có được đi À, không có được thi cho nó công bằng và vì cái chuyện đó là nói chuyện uh, không công bằng rồi cho nên những cái chuyện đó là uh, nói dáng là những cái chuyện đó nó quá sức là lồ liệu đi mà đã gây ra ồn ào và cái chuyện quan trọng hơn nữa là nhiều phụ huynh thấy rằng là phải chuyện giống cho con từ khi mới đẻ đẻ xong ra họ mổ liền thì cái đó ông bà ông ông gì dạ. đó ông vắn tắt là, dạ. là đàn ông vắn tắt là đàn ông khỏe hơn đàn bà đàn bà chỉ là cái xương sườn cụt của đàn ông <cười> thôi <cười> phải chấm dứt ngay <laughs> nếu không thì chiến tranh lại nổ rồi <laughs> vâng thưa quý vị đến đây chương trình đã hết giờ rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi mời quý vị tiếp tục đi làm sống chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị trong chương trình cà phê sáng xin kính chào tạm biệt quý vị nay được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855 990 9000, 1855 990 9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1855 855 5888, 1855 855 5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè, một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855-855-5888 Oyster Max Go Sản phẩm dành riêng cho phái mạnh Bổ thận tráng dương tăng cường khả năng nam giới Bảo vệ hạnh phúc gia đình VinashopTV.com 1855-855-5888 Xbox Ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982